Còn tại Canada, các cảnh sát ở đất nước này cho biết đã có 6 người thiệt mạng khi mà một máy bay nhỏ bị rơi tại Kanakis thuộc vùng phía tây của thành phố Calgary của tỉnh Alberta ở nước này. Nguyên nhân vụ rơi máy bay đang được điều tra và làm rõ. Máy bay trên chở 5 hành khách và một phi công đã rời sân bay Springbank gần thành phố Calgary vào tối ngày 28 tháng 7 và đang trên đường tới thành phố Salmon Arm của tỉnh British Columbia. Máy bay mất liên lạc vào khoảng 21 giờ 30 phút ngày 28 tháng 7 theo giờ địa phương. Không lâu sau đó, phi đội của lực lượng không quân Hoàng gia Canada tại Winnipeg đã triển khai tìm kiếm. Với sự hỗ trợ của nhóm cứu hộ vùng núi Alberta Bắc, phi đội đã phát hiện khu vực máy bay rơi và nỗ lực tìm kiếm người sống sót. Tuy nhiên, toàn bộ 6 người trên máy bay đã thiệt mạng.